Trong trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Hà Lan diễn ra năm 2018, các cổ động viên lao xuống sân để được ôm ngôi sao thần tượng Ronaldo. Cổ động viên thoát khỏi vòng vây của lực lượng an ninh để lao vào sân. Mục tiêu là gặp cầu thủ thần tượng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt của fan khi đến gần cầu thủ thần tượng. Tuy nhiên, Ronaldo và đồng đội không vui bởi hành động trên khiến trận đấu bị gián đoạn. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Bộ môn tốc cầu xưa nay vốn được coi là môn thể thao vua bởi vì nó thu hút được nhiều sự quan tâm từ mọi lứa tuổi, mọi giới tính, màu da cũng như sắc tộc. Với những đường kiến tạo bóng đẹp mắt cũng như những siêu phẩm của đội bóng mình yêu thích luôn mang đến những dòng cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp đến vỡ òa trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Không kém phần những người hâm mộ lớn tuổi, các cô cậu bé đã có những biểu cảm siêu đáng yêu và gây xúc động khi được gặp thần tượng bóng đá của mình ngoài đời. Đáp lại sự hâm mộ một cách cuồng nhiệt từ các fan nhí, các thần tượng bóng đá cũng không ngại ngần trao những cái ôm bắt tay đầy thân thiện và trìu mến. Những hành động đó đã chứng tỏ phần nào sự xứng đáng với danh xưng thần tượng của các ngôi sao. Mà Cristiano Ronaldo là một người như thế, chúng ta hãy cùng xem qua những hình ảnh sau đây. Tình huống diễn ra ở trận đấu giao hữu giữa Real Madrid và Bournemouth, trong lúc ra sân làm lễ và chờ đợi tiếng còi khai cuộc, cảm thấy cậu bé Mascot đứng cạnh mình đang có dấu hiệu căng thẳng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập tức trổ tài xoa bóp và massage cho cậu nhóc để giúp cậu thư giãn hơn. Hành động thú vị này của Ronaldo không những làm cho khách hàng nhí của mình cảm thấy bất ngờ mà cũng khiến cho những cậu bé khác cảm thấy thích thú và ghen tị. Trước trận đấu với AS Roma tại vòng Knockout Champions League mùa giải 2015-2016, Ronaldo tiếp tục có hành động khiến các fan lại có dịp phỏng mũi. Theo đó, đi cùng Ronaldo ra sân là một cô bé mascot rất dễ thương, những lúc nào cũng tỏ ra bồn chồn. Có thể chính việc được đứng cạnh CR7 khiến cô bé này sung sướng tới phát điên. Dường như hiểu tâm trạng của cô bé, Ronaldo nhẹ nhàng cúi xuống và tặng cho cô một nụ hôn vào má. Dù không nói gì, nhưng cứ nhìn nụ cười ngượng ngùng và lẫn với hạnh phúc, có thể biết cô bé đã hạnh phúc tới nhường nào. Những phút cuối của trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Latvia và Bồ Đào Nha đã bị gián đoạn bởi một fan cuồng nhỏ tuổi. Một cậu bé đã mạo hiểm vượt qua hàng rào an ninh để chạy xuống tận nơi và ôm Cristiano Ronaldo. Vốn nổi tiếng là người chiều lòng người hâm mộ, thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha cũng đáp lại tình cảm của cậu bé đầy ấm áp. Đây là trận đấu mà Ronaldo đã ghi cú đúp góp phần giúp đội tuyển quốc gia chiến thắng dễ dàng 3-0. Cristiano Ronaldo tái hiện lại hình ảnh của ông bố nổi tiếng trên sân Bernabeu sau trận Real gặp Atletico. Zeid Mohsen, cậu bé tị nạn người Syria, đã không tin vào mắt mình khi được siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo dẫn ra sân và dự trận đấu của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, thay vì tránh mặt, Ronaldo luôn sẵn sàng dừng lại để ký tặng và chụp ảnh lưu niệm với các fan, đặc biệt là luôn biết lòng với các fan nhí. Trong nhiều trường hợp, Ronaldo đã giúp fan hâm mộ khỏi bị đội ngũ an ninh xử lý. Tình cảm mà các cô bé cậu bé dành cho Ronaldo cũng vô cùng cuồng nhiệt. Sau khi chứng kiến CR7 ghi bàn vào lưới đối thủ, các fan nhí đã không kìm được sự sung sướng mà hét vang không ngừng. Nhưng cảm xúc của cậu bé có thể thấy,
Quả thực, tình yêu dành cho bóng đá là không phân biệt tuổi tác. Trong một lần chuẩn bị hát quốc ca Champions League, nhận thấy cậu bé đứng trước đồng đội quay sang nhìn mình, Ronaldo đã mỉm cười, vuốt đầu cậu nhóc, khiến fan nhí sửng sốt không tin nổi. CR7 chỉ mất 10 giây nhưng đủ để tạo ra kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời cậu bé. Tiền đạo mang áo số 7 còn có những khoảnh khắc cực dễ thương với fan nhí tại Euro 2016. Hai bạn nhỏ là fan cứng của tiền vệ điển trai này đã chăm chú ngước nhìn anh. Và dường như bắt sống được ánh mắt đó, Ronaldo lập tức đáp lại bằng việc cúi xuống và mỉm cười. Một lần khác, khi đang cùng các đồng đội di chuyển trên chiếc xe buýt trở về đại bản doanh, Ronaldo nhìn thấy một cậu bé mặc áo thi đấu tuyển Bồ Đào Nha có in tên mình và khóc rưng rức. Thế vậy, siêu sao bóng đá 33 tuổi đã lao xuống xe buýt tới ôm hôn cậu bé. Anh còn dỗ dành, sau đó ký tặng và chụp ảnh với fan nhí của mình. Mẹ cậu bé cho biết, để gặp được thần tượng, con trai đi vòng theo cửa sau để tránh sự kiểm soát của nhân viên an ninh, nhưng không thể gặp được. Cậu bé trở nên tuyệt vọng và bắt đầu khóc. Thái độ thân thiện cùng cử chỉ ấm áp của Ronaldo đã khiến cho bạn nhỏ tươi cười trở lại. World Cup 2018, khi Ronaldo vừa mới bước ra khỏi xe buýt, cậu bé tên Rafael đã vượt qua cả hàng rào an ninh để chạy đến gần anh. Ban đầu có vẻ như tiền đạo Real Madrid cảm thấy sốc, nhưng điều tuyệt vời đã xảy ra tiếp theo sau đó. Anh tiến đến gần cậu bé và dẫn em vào bên trong tòa nhà, sau đó chụp ảnh cũng như ký tặng cậu bé may mắn này. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời mà cậu bé và gia đình họ sẽ không bao giờ quên. Haida là một cậu bé người Liban đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một trận đánh bom liều chết ở ngoại ô thủ đô Beirut. Đáng chú ý hơn là khi đó cậu bé đang mặc chiếc áo truyền thống của Real, in số và tên của Cristiano Ronaldo. Một nhà báo địa phương cảm động trước câu chuyện này nên đã liên lạc với Real hỏi xem liệu CR7 có thể gặp cậu bé mồ côi đáng thương này không. Và fan nhí này rất xúc động và khóc nức nở khi được gặp thần tượng ôm ấp vỗ về. Trong trận đấu giao hữu với Bournemouth trước mùa giải, Ronaldo thực hiện cú sút đưa bóng đi vào một nhóm khán giả. Thật không may, cậu bé 11 tuổi Charlie Silverwood lĩnh tròn trái bóng, khiến tay bị gãy. Khi biết được tình huống này, Ronaldo đã đến vị trí cậu bé để xin lỗi và động viên. CR7 cũng tặng áo đấu cho cậu bé. Vừa rồi là những hình ảnh đáng yêu và xúc động của các em bé khi được gặp thần tượng Cristiano Ronaldo trực tiếp bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.